Sáng nay làm gì hai? Nay về gặp làm món mà. Còn hai đang đốt than làm gì anh hai? Không nướng hả? Nay có gì mà sao làm cũng nhiều món dữ à? Rồi cho Ba Phi chào lại tất cả các bạn nha. Đến với kênh YouTube của Ba Phi Miệt Vườn nha. Nay em có về nhà chị hai, tự nhiên thấy bà đang bày gì có rau, dưa leo rửa cắt rồi các bạn. Nấu nấu món chuối chân với bì cuốn chay ạ. À. Chị nấu món chuối chân các bạn với bì cuốn chay. Này chay. Hôm nay không đi đâu hả? Gì? Ở nhà đựng chó. Nhà đựng chó hả? Sao mày không phụ mẹ mày làm gì đây? Làm rồi. Đây là hân. Hân lùng. Heo lùng. Đây là heo lùng. Rồi giờ mình cũng tình cờ mình về đây mình thấy chị hai nấu, giờ mình sẵn mình quay cho các bạn coi chị nấu món chuối chân như thế nào, để chứ mấy món đó mình ít có ăn lắm. Đây là phai lang phai mì các bạn. Phai lang là mua hả hai? Ủa phai mì mua hả? Phai mì này sao không kiếm chỗ nào ta nhổ? Nhổ đâu nội. Trời, phai mì này vòng mấy vườn quang bên vườn cũng Dũng nè, thiếu chai người ta nhổ cũng nội để lợi không mà. Nấu gì chú Sim mà gì? Xong nấu chú Sáp hả? Không, đi mua chú Sáp đi. Nhà đã nói nhà có gì nấu nấy mà mắc cười quá à. Phải lan phai mì là nấu món cho chừng các bạn nha các bạn. Còn rau sống này chắc thì ăn với bì cuốn chay quá. Nha, người không đựng đựng chó mà. Rồi giờ chuối ăn cháo lột các bạn, chuẩn bị lột chuối. Nấu chuối chân. Chuối này mua hả nhà hai? Cái nhà lá dừa. Ta cho. Giờ này ăn đồ cho thôi mà. Tiền bạc đâu mua. Chuối này cũng bự vậy. Chuối lọc xong các bạn. Rồi giờ không mà. Rồi giờ vô nhà chuẩn bị là chế biến nha các bạn. Xào trước xào gì ạ? Chế tỏi xào củ sắn rồi các bạn. Bữa hôm đi xong vớt ốc đắng nó đóng liền, mấy đây không có ốc đắng, con nằm mấy bự chán mà đó dơ dụa đó vớt về mệt quá ăn không nổi rồi. Ở đây có ốc đắng bữa nào rảnh là vớt về xào cũng bánh tráng. Ở ngoài xong con nào nói chà bá rồi.
Làm món món này cũng đơn giản các bạn, nói chung món này chắc ai cũng biết, nhưng mà tại vì mình thấy bà chị hai mình làm sẵn mình quay cho để lưu lại kỷ niệm nha các bạn. Là chỉ làm món chay không à, nên không có gì cầu kỳ hết. Mình sẵn mình thấy mình quay cho các bạn xem, nếu mà các bạn xem thấy hay nhớ subscribe đăng ký kênh ủng hộ và share ủng hộ kênh nha các bạn. Này anh hai nam mới hai ba đã dựa vô lột được nấu chú chân luôn các bạn. Lột hết ba đáy luôn anh này. Ừ. Còn béo dữ à. Ba cái này đâu có. Còn ăn kiểu này nhiều quá ải chỉ không? Giờ lột dừa nha mấy bạn. Dừa này vừa ráo mà chưa có khô lắm. Bà Phi lần đầu tiên mới lọc dừa các bạn. Bà Phi công tử bột lắm mấy bạn. Sáng vừa chưa ăn gì bắt lọc ba đã vừa. Chúc cho tôi uống chai. Nha, nhắc của Quang ơi. Còn đây là mâm đang ngồi xào 14. Sáng chưa ăn sáng lột cái dừa không nổi luôn mấy ba. Vừa đã vừa lọc xong các bạn. Giờ chỉ đập ra nạo. Rồi xào xong hả chị hai? Giờ cuốn hả? Rồi bày ra cuốn đi. Đây là xào xong rồi các bạn. Củ sắn với củ cà rốt với đậu dán rồi các bạn. Mà đậu dán này như nó hơi bị rã đó không hai? Giờ chuẩn bị cuốn rồi các bạn. Rồi giờ mình quay cảnh cuốn nha các bạn. Bánh tráng này bánh tráng hiệu Mỹ Tho các bạn. Đặc biệt để làm gỏi cuốn. Hiệu Ba Cây Tre nha các bạn. Việt Nam. Mr. Rai. Đây, chị hai bắt cuốn các bạn. Món chay đơn giản các bạn, không có gì hết, nó không có, chỉ có củ sắn, củ cà rốt với đậu dán với rau không à. Bánh tráng. Đơn giản các bạn, món này chắc ai cũng làm được. Chảy ra. Vậy ta đựng nhúng nước. Nó cuốn hai lớp. Để vô mâm cuốn nè. Để vô cái mâm nè. Cái mặt bằng chỉ mà cho mà
Tao chỉ cho mặt cãi. Cái mặt bằng nó bự rồi tao cuốn. Cái mâm này phải lao, tự nhiên đưa đây cuốn, đẳng ghê luôn á. Tắm mở nhạc nữa. Tắt nhạc bớt heo. Mở nhỏ nhỏ nó dính vào quyền á. Đó, được hai cuốn các bạn. Đó, đây là cuốn thứ hai. Nói chung là cũng bắt mắt các bạn. Rồi đây là chuối cũng đã luộc chín nè các bạn, chuối già luộc. Luộc sơ qua cho nó ra chắc mũ chát mới nấu rồi các bạn. Như chuối xiêm nãy, chuối xiêm chín sống, ồ chín gọi này chuối già sống các bạn. Còn cái món gỏi cuốn là mình đã chị hai cái cuốn xong rồi các bạn. Giờ tới món chuối chân. Mấy chuối già này mua trên Đà Lạt về. Chuối già Đà Lạt hả? Ừ. Bán nhiều ký này? 15.000 ký á. Hôm nay chú già Đà Lạt các bạn. Chú già sống mua từ Đà Lạt về tới chợ gạo. Đừng quay mặt. Đâu quay đâu, quay tay mà. Đây anh dắt nước dừa các bạn. Thấy bắp tay không dắt nước dừa mà cái sắc dừa nó còn sợ ông luôn á. Dắt bằng tay không? Luôn ha. Đó, bằng tay ông bóp mình sắc dừa mà còn gì nào gỗ chịu nó nổi. Rồi chờ chút xíu mình nấu chín xong mình quay lại mình cứ mình cho các bạn xem nha. Đây nguyên nồi nước cốt các bạn. Cái nắp này đâu rồi em? Đó. Nắp nào bự không? Đây nó bị nhè ghê. Đây nó bị nhè dám. Dạ. Ông ngáo ghê. Đâu phải. Qua nè nè, đứng chụp vô. Chụp lâu quá. Đây các bạn, mới chú già mới vừa lọc xong các bạn. Bọc khối luôn, nóng hổi luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn các bạn. Chờ với chờ cái nồi nước cốt sôi đó là bỏ vô chất bột ra gì hả anh hai? Vớt cái là nước cốt rồi thì nó bấy. Ủa sáng đầu thấy lá dứa đâu, giờ có lá dứa vậy? Chị hai mới bỏ vô đầu lấy gây ai một muỗng đảo đảo một đêm vớt vớt lên cho nước rớt lên cho hấp dẫn anh hai đó. Phải mày phải làm bỏ vô cái đó mà các bạn. Đó là dứa nha các bạn. Nó phải làng nấu vàng ươm đã quá các bạn, nhìn hấp dẫn quá mà mấy món này mình không phải ăn béo. Rồi giờ giờ đây anh bỏ một hai bột bán vô chưa? Chưa. Nó bỏ vô hồi nó ấy sao? Mấy này chưa chín rồi. Cái đó nó lâu lắm á. Thôi đúng rồi, bột hai bột bán bỏ lâu lắm á. Rồi giờ bỏ mấy cái bột hai bột bán các bạn. Bỏ vô luôn. Này chắc cũng còn đợi cho phai mì với phai lan nó chín chín chút xíu là bỏ chuối vô là coi như là xong một nồi chuối chân nha các bạn. Múc nước này luôn nè anh hai, lấy cái giá bỏ múc nước nó lên tán luôn. Thơm quá, thơm một lá dứa. Hai chị em nói sao chứ bột mai bột bán bỏ vô cái chín à. Rồi giờ bỏ chuối vô các bạn. Này nó thơm. Té mai mốt dẫn kiếm chỗ nào bỏ nọc đi té.
Lúc chị ở nhà đó chơi. Chuối này nãy bỏ đường vô chắc ngọt dữ à. Lúc chị ở nhà cũng khôn chú bộ. Sợ hai đứa không dính nhau chứ. Không dính. Chừng nào mới biết nó lên giống ta. Rồi vậy là cái này cũng là nó cậu Út có ghi thâu âm không? Có đang ghi. Thôi vậy thôi không nấu. Này chín rồi. Thơm nứt lỗ mũi luôn, thơm mà xúc phạm tới người hửi luôn á. Thơm mùi lá dứa quá, thơm bát ngát, thơm xúc phạm tới người hửi luôn. Thiếu độ béo. Để em thấy quen rồi, nước cốt mà thiếu vậy. Không béo, dừa nó béo. Chưa đủ độ béo. Tại vì cái dừa này nó đâu có mấy là cái dừa khô. Nó mới dừa khô đâu mà. Vậy nãy biết nha. Rồi nè. Món chuối chân cũng đã xong rồi nha các bạn. Với món gỏi cuốn cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức nha. Đó, hấp dẫn quá các bạn ơi. Có mấy cọng ở dưới mình bỏ trên mặt cho nó có nhìn có thẩm mỹ chút xíu nha các bạn. Rồi mời các bạn thưởng thức nha. Nếu mà các bạn hay thấy video này, xem video kênh Ba Phi thấy hay, like và chia sẻ nha các bạn. Đăng ký ủng hộ kênh nha, để Ba Phi có thêm động lực ra video nha. Rồi, cho Ba Phi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo của kênh YouTube Ba Phi nha. Rồi, chào tạm biệt.